tuần qua, một trong những sự kiện được mong chờ nhất của giới trẻ đã bùng nổ. Giải thể thao sinh viên Việt Nam năm 2018 đã chính thức khai mạc với quy mô lớn nhất từ trước tới giờ. Với sự góp mặt của hàng ngàn sinh viên, vận động viên và các khách mời đặc biệt, mở màn là lượt trận thi đấu ở bộ môn futsal của khu vực Hà Nội. Có lẽ chính vì vậy mà xuất hiện khá nhiều cách gọi tên giải vô cùng dễ thương, giải futsal sinh viên toàn quốc, hay các bạn còn gọi là VUG. Hey, đã qua năm mùa giải rồi mà vẫn bị các bạn gọi không đúng tên gì hết. Campus đã nhanh chóng gặp gỡ ban tổ chức và xin được thay mặt đính chính lần nữa. Tên đúng chính là VUG nha. Futsal và Dance Battle chính là hai cái tên của hai bộ môn thi đấu trong mùa giải VUG mà thôi. Ủa bạn ơi, đi đâu vậy? Đi VUG. VUG là gì ta? VUG. À, VUG. Quay trở lại với lượt trận futsal ngày khai mạc, kịch tính và gay cấn là cụm từ có thể diễn tả bầu không khí của ngày thi đấu. Nổi bật là cuộc chạm trán giữa hai ông lớn, Đại học Xây dựng và Đại học Thủy lợi. Cựu vương Đại học Xây dựng đã bỏ rơi chiến thắng trước đối thủ đáng gờm với tỷ số 2-3. Và trong không khí ăn mừng chiến thắng của Đại học Thủy lợi, các cameraman của Campus đã hết sức tinh tế khi bắt được cảm xúc của một nhân vật được cho là còn cảm xúc hơn các cổ động viên trên sân thi đấu. Các bạn nghĩ sao về vị huấn luyện viên này? Quá tuyệt và quá chất phải không nào? Để không bỏ lỡ những khoảnh khắc đầy cảm xúc của VUG, hãy ra sân và hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt của chuỗi khai mạc futsal khu vực Hồ Chí Minh nha. Ngày 10 tháng 3 năm 2018 tại nhà.
và xuất hiện với màu áo xanh dương. Hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Và với màu áo màu đỏ, hãy cùng dành một tràng vỗ tay cho Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và ngay bây giờ xin mời hai đội sẽ cùng bắt tay nhau để thể hiện tinh thần thể thao trước khi đến với trận đấu ngày hôm nay. Và Minh Tâm xin được trân trọng giới thiệu thầy Đào Vũ Hoàng Nam, là bí thư đoàn trường Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cũng tham dự giải đấu ngày hôm nay. Chúng ta hãy cùng dành một tràng vỗ tay để chào đón thầy. Và các bạn thân mến, ít giây còn lại trước khi chúng ta bắt đầu chính thức và trận đấu, hãy thể hiện tinh thần của mình đi nào các cổ động viên ơi. Và như vậy là trận đấu của chúng ta đã bắt đầu. Minh Tâm xin được giới thiệu danh sách thi đấu của các đội như sau. Đội Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, màu trang phục xanh dương. Số áo 1, Hồ Đăng Quang. Số áo 6, Nguyễn Văn Tuấn. Số áo 9, Nguyễn Thành Lượng. Số 5, Lê Phú Nhanh. Số 7, Lê Ngọc Quý. Số 15, Nguyễn Minh Thiện. Số 12, Đào Minh Nghĩa. Số 2, Trịnh Vĩ. Số 10, Nguyễn Văn Toàn. Số 3, Lâm Ngọc Đại. Số 11, Đinh Quang Huy. Số 8, Tiêu Thanh Tuấn Hùng. Huấn luyện viên trưởng của đội Đại học Bách khoa, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh là Võ Minh Trí. Thì các thủ các ông bạn đã có được bàn thắng để vượt lên phía trước. Và như vậy là bàn thắng đầu tiên đã được ghi của Đại học Quốc tế Hồng Bàng, tỷ số là 1-0. Của trận đấu đang được đấy là rất cao thưa các bạn. Đây sẽ là một cơ hội không lật.
đây sẽ là một pha đá phạt dành cho các cầu thủ Đại Bất Hòa Thành Phố Hồ Chí Minh. Rất nguy hiểm, không được. Tiếng to không nghe tiếng luôn. Vậy ngay ở những phút đầu hiệp một thì các cầu thủ quốc tế Hồng Bàng đã có được bàn thắng thứ hai, thưa các bạn, rất nhanh, và tỷ số này đã được nâng lên 2-0 rồi. Trong các lần đấu đầu trước đây thì các cầu thủ quốc tế Hồng Bàng đã có được một trận thắng và hai trận thua trước Đại học Bách Khoa, và lợi thế đang nghiêng về các cầu thủ Bách Khoa. Tuy nhiên vào lúc này, Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang có được lợi thế ở trong trận cầu thứ tư của hai đội trong lịch sử đối đầu của mình. Chúng ta còn nhớ ở năm 2013, trong trận chung kết của giải VOG Thành phố Hồ Chí Minh, thì các thủ quốc tế Hồng Bàng đã vượt qua Đại học Bách Khoa Hồ Chí Minh ở trong trận đấu chung kết. Tuy nhiên ở VOG toàn quốc thì các thủ Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã đoạt được chức vô địch đầu tiên. Đó là chức vô địch đầu tiên của Đại học Bách Khoa ở VOG toàn quốc. Và ngày hôm nay chúng ta đang thấy được rất đông các cổ động viên đang đến sân để cổ vũ cho hai đội. Một bầu không khí rất sôi động vào lúc này ở tại nhà thi đấu Trần Miếu, nơi mà ngày hội của sinh viên Việt Nam nói chung và sinh viên Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng đang cùng hòa quyện ở Trần Miếu. Và chắc chắn các cầu thủ của hai đội sẽ nỗ lực cống hiến hết mình ở trong trận cầu ngày hôm nay. Trận cầu được xem là tâm điểm của bảng A mùa giải năm nay không vào. Đó là pha ra chừng của cầu thủ số 12 Đào Minh Nghĩa. Như vậy Đào Minh Nghĩa cũng đã được đưa vào sân bên phía Đại học Bách Khoa. Tuấn Hùng không được. Năm 2015 thì các cầu thủ Đại học Bách Khoa đã thắng Đại học Hồng Bàng ở bán kết của VOG Thành phố Hồ Chí Minh. Giải đấu đó thì Đại học Công nghiệp đã đoạt được chức vô địch của VOG Thành phố Hồ Chí Minh. Trong khi đó thì tại giải bóng đá U Tết mở rộng năm 2017 thì Bách Khoa một lần nữa đã giành thắng lợi trước các cầu thủ Hồng Bàng với tỷ số là 2-1. Thì sẽ là một cơ hội không vào. Và trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay,
ở VOV lần này thì các thủ Đại học Bách Khoa đã có được một trận đấu duy nhất của họ ở mùa giải này. Đó là trận thua 1-3 trước Vũ Tích. Trong đội hình của hai đội đều sở hữu các cầu thủ đã chứng tỏ được đẳng cấp mình ở các giải đấu chuyên nghiệp, các giải đấu phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh thứ bàn. Bóng với chương trình các thủ Đại học Bách Khoa. Sau khi để cho các cầu thủ Đại học Bàn có được bàn thắng thứ hai để vươn lên, thì lúc này chúng ta đang thấy được sự nỗ lực quyết tâm của Đại học Bách Khoa. Minh Nghĩa. Không được. Cầu thủ số 12 Minh Nghĩa đang đầu quân cho câu lạc bộ Việt Dream ở các giải đấu phong trào. Đây cũng là một cầu thủ rất kinh nghiệm của Đại học Bách Khoa thứ bàn. Phá công cho Đại học Bàn. Ngày hôm nay cả hai đội đều cùng ra sân với tổ đấu chất lượng mình. Tổ đấu đã tạo nên tên tuổi tại các giải đấu phong trào. Đội trưởng số 2 đó là Trần Vĩ đã được đưa ra sân. Trần Vĩ cũng chính là cầu thủ dày dặn kinh nghiệm nhất của Đại học Bách Khoa ở mùa giải năm nay. Anh đã có 4 mùa tham dự VOG thứ ba. Trước khi bước vào giải đấu này thì các thủ Đại học Bách Khoa họ vẫn giữ nguyên bộ khung đã từng giúp họ vô địch giải bóng đá VOG thành phố Hồ Chí Minh năm 2017. Ở mùa giải VOG năm 2017 thì các thủ Đại học Bách Khoa đã vượt qua Đại học Công nghiệp ở trong trận đấu chung kết với tỷ số là 5-1. Tuy nhiên đáng tiếc là Đại học Bách Khoa và Đại học Công nghiệp đã thi đấu không thành công ở giải bóng đá VOG toàn quốc năm 2017. Các thủ Bách Khoa đã xếp ở vị trí thứ tư sau khi thất bại trước Đại học Duy Tân ở trên những loạt đá lân lưu trong trận tranh hạng 3. Và theo thống kê của chúng tôi thì qua 5 lần được tổ chức thì khu vực Thành phố Hồ Chí Minh chính là khu vực đã đoạt được số lần vô địch nhiều nhất với 3 lần. Lần đầu tiên đó là 2013 khi mà Bách Khoa đã đoạt được vô địch. Trong khi đó thì 2014 chính là năm mà Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã cho ra lứa cầu thủ chất lượng bậc nhất của bóng đá sinh viên. Và họ đã đoạt được vô địch của VOG toàn quốc cũng như VOG của Thành phố Hồ Chí Minh. Bóng vẫn trung trường các của Bách Khoa. Minh Nghĩa. Tỷ số vẫn đang là 2-0. Bách Khoa đã có được những cơ hội đầu tiên của mình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Sẽ có một pha đâm góc cho Đại học Bách Khoa. Ngày hôm nay các thủ Bách Khoa vẫn ra quân với bộ trang phục truyền thống của mình. Không được. Thủ môn của Bách Khoa đã dâng lên khá cao. Lỗi rồi. Và trọng tài Lê Tuấn Kiệt đã rút ra một tấm thẻ vàng dành cho các cầu thủ Đại học Bách Khoa. Đó là cầu thủ số 12.
Đào Minh Nghĩa đã nhận tấm thẻ vàng đầu tiên của trận đấu ngày hôm nay. Và điều kiện chính trong trận đấu này đó là tổ trọng tài thuộc Liên đoàn bóng đá Thành phố Hồ Chí Minh. Trọng tài số 1 đó là ông Lê Tuấn Kiệt. Trọng tài số 2 Lê Văn Bích. Trọng tài số 3 đó là Nguyễn Hoài Giang. Và trọng tài giám sát bấm giờ đó là Bùi Thành Thanh Nghĩa. Ở trong trận đấu đầu tiên của bảng A thì các thủ đại học tự nhiên đã giành thắng lợi trước các thủ đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch với tỷ số là 5-2. Và như vậy các thủ đại học tự nhiên, khoa học tự nhiên đã đoạt được 3 điểm đầu tiên của bảng A. Bảng A quy tụ 6 đội bóng rất mạnh trong màn và đây được xem là bảng đấu tử thần cùng với bảng D. Với việc Đại học Khoa học Tự nhiên đã đoạt được 3 điểm thì đây được xem là một trận đấu quan trọng của hai đội Hồng Bàng cũng như Bách Khoa. Hồng Vương cũng chính là cầu thủ rất kinh nghiệm, anh thi đấu rất nhiều câu lạc bộ ở các giải đấu phong trào và là một trụ cột không thể thiếu của các cầu thủ Hồng Bàng ở mùa giải năm nay. Không được. Và qua người rất hay. Chừng trái không vào. Đó là một pha dứt điểm của Võ Đức Trung. Trước khi bước vào giải đấu này thì đáng tiếc là Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, các nhà đương vô địch của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đã không có sự phục vụ của ba cầu thủ quan trọng đã giúp họ đoạt được số địch ở mùa giải 2017, đó là thủ môn Văn Như và cầu thủ tình nguyện chân trái rất khéo thưa các bạn, cùng với đó là huấn luyện viên trưởng của họ đó là anh Võ Minh Trí. Ở các giải đấu trước thì Võ Minh Trí đã là một cầu thủ cũng như là huấn luyện viên của Đại học Bách Khoa, một cầu thủ cực kỳ quan trọng trong lối chơi của Bách Khoa. Pha phối hợp rất hay, không vào. Đó là pha dứt điểm thứ hai của Võ Đức Trung ở trong hiệp một trận đấu ngày hôm nay. Trong quá khứ thì Đại học Quốc tế Hồng Bàng họ đã sản sinh ra rất nhiều các tài năng của bóng đá quốc gia Việt Nam thưa các bạn. Và hai trong số đó đó là Nguyễn Đắc Huy và Đinh Văn Toàn đã góp mặt ở trong đội tuyển của quốc gia Việt Nam. Trong khi đó thì phải kể đến những cầu thủ đã đoạt được những danh hiệu trong các câu lạc bộ futsal chuyên nghiệp như Trần Đình Tinh hiện nay là huấn luyện viên trưởng của Đại học Hồng Bàng ở mùa giải năm nay và từng thi đấu chuyên nghiệp cũng như huấn luyện viên cho câu lạc bộ Sài Gòn C. Pha lên bóng của Hồng Bàng không được. Mùa giải 2013-2014 là một năm mà Hồng Bàng đã cho thấy được lứa cầu thủ tài năng của mình với những Đinh Văn Toàn, Đinh Tình, Đắc Huy, Hữu Hà, Trung Nguyễn, Đinh Nhân, Nguyễn Phúc hay Hoàng Phú. Đây đều là những cầu thủ đã giúp cho các cầu thủ Đại học Hồng Bàng đoạt được số địch 2 năm liên tiếp vào 2013 và 2014 thưa các bạn. Và hiện nay các cầu thủ đó đã bóng vẫn trừng trừng các cầu thủ Đại học Bách Khoa không được.
khi có được hai bàn thắng dẫn trước thì lúc này toàn bộ các cầu thủ Đại học Quốc dân bang đã lui sâu. Họ đang chơi phòng thủ phản công thế các bạn. Pha sút xa không vào. Đó là pha ra chân của cầu thủ số 9 Nguyễn Thanh Lương. Tiếp tục sẽ là một pha đá phạt góc cho các cầu thủ Đại học Bách Khoa. Họ vẫn đang gia tăng sức ép trước cầu môn của các cầu thủ Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Chân trái không được. Sẽ có một phút hữu ý dành cho các cầu thủ Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Anh đi trước nha. Các bạn thân mến, còn trong thời gian chúng ta chờ đợi tiếp tục trận thi đấu ngày hôm nay thì bây giờ sẽ có những phần quà để gửi tặng cho các bạn cổ động viên. Bây giờ bên nào các bạn muốn nhận quà, các bạn giơ tay và hú hét lên đúng không? Rồi bây giờ bên hồng bàn cũng đã có cổ vũ rồi, đèn màn hết rồi ha. Bây giờ thì tặng hồng bàn trước nha, một cái đó VUC màu đỏ đúng màu với hồng bàn của mình luôn. Hết xuôi rồi, một rồi, như vậy là một bạn nữ đã nhận được một chiếc đón của BUC. Còn bên đây Đại học Bách Khoa là áo màu xanh với màu trắng, các cô cái này xám xám trắng trắng cũng rất là hợp. Đây là phần quà dành cho Bách Khoa. Như vậy là hai bên ai cũng có thôi dành cái gì một chút xíu còn quà nữa nha. Một chút xíu thì chúng ta vẫn có những phần quà dành tặng cho các bạn thông qua những trò chơi. Và bây giờ thì hãy tiếp tục cổ vũ cho hai người thi đấu ngày hôm nay như nào các bạn ơi. Chúng ta sẽ bước vào trận đấu ngày hôm nay. Tỷ số vẫn đang là 2-0. Một lợi thế khá lớn dành cho Đại học Quốc tế Hồng Bàng ở trong hiệp 1. Không được. Phản công cho Hồng Bàng. Đó là pha đá bóng của Lê Bá Nhã. Lê Bá Nhã cũng chính là đội trưởng của Đại học Quốc tế Hồng Bàng ở mùa giải năm nay. Bá Nhã không được. Trần Vĩ, như vậy của đội số 2 đội trưởng Trần Vĩ cũng đã được đưa vào sân. Trần Vĩ là một cầu thủ có thể hình hơi nhỏ bé, tuy nhiên kinh nghiệm cũng như kỹ thuật là rất tốt thưa bạn. Anh là một cầu thủ đấu nhiều năm nhất của Đại học Bách Khoa ở các mùa giải lần đây trước đây. Rất nguy hiểm không vào. Rất nguy hiểm không được. Đó là pha áp sát của cầu thủ số 10 Văn Toàn. Văn Toàn cũng đã vào sân. Trên vị không được. Đáng tiếc là pha bằng vào của Văn Tuấn không tiếp được pha bóng vừa rồi. Một đường truyền cuộc hai rất thuận lợi của Trinh Vĩ. Chúng ta đang thấy được một bầu không khí sôi động của lúc này tại nhà thi đấu Trần Miễu, nơi mà các sinh viên của Thành phố Hồ Chí Minh đang hòa mình vào giải đấu được xem là lớn nhất dành cho sinh viên Việt Nam. Ở trận đấu tiếp theo của bảng A là cuộc đọ sức giữa Đại học Tôn Đức Thắng và các cầu thủ Đại học Văn Lang thứ ba. Bảng A quy tụ 6 đội bóng rất mạnh. Văn Lang cũng được đánh giá rất cao ở mùa giải năm nay. Hết giờ rồi. Như vậy một của trận đấu đã kết thúc.
Kết quả ghi mù thì các vụ Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang tạm dẫn trước Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-0. Chúng ta sẽ tạm nghỉ phút trước khi đi vào thay của trận đấu ngày hôm nay. Hai của trận đấu đã bắt đầu. Ở trong hiệp một vừa kết thúc thì các cầu thủ Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang tạm dẫn trước các cầu thủ Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh với tỷ số là 2-0. Hiệp đấu mà Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã chơi pressing ngay từ đầu thưa các bạn, và họ đã thành công trước lúc chơi kỹ thuật của Đại học Bách khoa. Rất ném vào. Một kịch bản rất giống hồi một thưa các bạn, khi mà Đại học Bách khoa đã có được bàn thắng rất nhanh ngay phút đầu tiên của hiệp hai. Và cầu thủ vừa ghi bàn cho Đại học Bách khoa đó là Nguyễn Văn Toàn. Nguyễn Văn Toàn đã có được 3 mùa giải liên tiếp trong áo của Đại học Bách khoa và đã giúp cho đội bóng này có được bàn thắng cực kỳ quan trọng ở trong hiệp hai. Bàn thắng của Văn Toàn sẽ giúp cho trận đấu diễn ra hấp dẫn hơn. Trong quá khứ của mình thì hai đội đã từng đối đầu ở trong trận chung kết của bóng đá tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thứ bản, đó là vào năm 2013. Điều gì năm 2013 thì các thủ Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đánh bại Đại học Bách khoa ở khu vực Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã đoạt được vô địch của giải bóng đá thể thao sinh viên toàn quốc. Và quả thực Bách khoa chính là đội bóng giàu truyền thống bậc nhất của VUG thưa các bạn. Đội Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã từng đoạt được chức vô địch vào năm 2013. Đó là chức vô địch toàn quốc. Và một lần đoạt được chức vô địch của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đó là vào năm 2017. Họ đã có hai lần đoạt được á quân của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh, đó là vào năm 2015 và 2013. Và một lần đoạt được ngôi á quân của toàn quốc vào năm 2015. Năm 2015 quả thực là một năm rất đáng nhớ của Đại học Bách khoa, khi mà họ đã thất bại ở hai trận chung kết tại VOG khu vực Thành phố Hồ Chí Minh và toàn quốc trước Đại học Công nghiệp. Đó quả thực là một năm cay đắng của Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên các nhà đương kim vô địch vẫn đang cho thấy được bản lĩnh của mình. Họ đang bị dẫn trước 1-2. Tuy nhiên thời gian của hiệp 2 vẫn còn. Với việc trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay, đội trưởng Chiếc Tay đã không thể có mặt. Chúng ta có thể thấy được lối chơi của Đại học Bách khoa gặp khó khăn khi mà Chiếc Tay, một thủ lĩnh thực sự của đội bóng áo xanh, không được.
sẽ có một pha đá phạt cho Đại học Bách Khoa. Trong 3 lần đối đầu gần đây, trong lịch sử, thì Bách Khoa đang chiếm ưu thế ở các lần chạm trán với Đại học Hồng Bàng. Thứ ba, họ đã hai lần giành được thắng lợi. Trong khi đó thì Hồng Bàng có một trận thắng trước Bách Khoa. Văn Toàn không được. Pha sút từ rất xa của Văn Toàn. Tuấn Hùng không được. Pha để một bóng của Đèo Bích Khoa. Cầu thủ số 8 Tiêu Tuấn Hùng cũng chính là cầu thủ đang đầu quân cho câu lạc bộ trẻ Sài Gòn, một cầu thủ trẻ tài năng của Đại học Bách Khoa. Tuấn Hùng không được, vẫn là Tuấn Hùng. Hai cầu thủ Đại học Hồng Bàng đang áp sát. Suýt chút nữa là một pha đúc ở nhà của các cầu thủ Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Trận đấu vẫn đang diễn ra khá quyết liệt thưa các bạn. Tất cả các cổ động viên đang đứng sân và chúng ta đang thấy được nhà thi đấu Đình Miễu lúc này không còn một chỗ trống nào rồi. Minh Nghĩa, Tuấn Hùng và xử lý tỉ thuật của Ngọc Quý. Cầu thủ số 7 Ngọc Quý đã từng thi đấu cho Năng Khiếu Vĩnh Long thứ ba. Đáng tiếc là trong quá khứ anh đã bị chấn thương dây chằng. Và đây là mùa giải đầu tiên của cầu thủ số 7 này trong áo câu lạc bộ Đào Bách Khoa. Không được. Phản công cho Bách Khoa. Ba đấu ai kia không được. Đó là một đường truyền của cầu thủ số 2 Trình Vĩ. Đội quốc tế Hồng Bàng vẫn đang trung thành với lối chơi phòng thủ phản công của mình sau khi để cho Bách Khoa có được bàn gỡ. Trình Vĩ. Pha sút xa không vào. Đó là pha ra chân của Tuấn Hùng. Cầu thủ thi đấu sở trường là vị trí ala thưa các bạn. Cầu thủ rất đa năng của Bách Khoa. Chúng ta thấy được sự lợi hại trong chiến thuật và ý đồ của huấn luyện viên Trần Đình Tình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Khi cần tấn công thì đội hình của Hồng Bàng dâng lên rất cao và họ chờ racing và gây cho Bách Khoa gặp khó khăn. Và hai bàn thắng ở hiệp 1 đã nói lên điều đó. Và khi để cho Bách Khoa có được bàn thắng rút ngắn thì lúc này huấn luyện viên Trần Đình Tình đã chủ động cho các học trò của mình chơi chậm ở phần sân nhà và chờ đợi những cơ hội để phản công. Không được. Đó là đường truyền hơi bổng của Phạm Hồng Vương. Một cầu thủ của Đại học Quốc tế Hồng Bàng đang gặp phải một chấn thương. Ta tiếp tục trở lại với trận đấu này và tỷ số lúc này vẫn đang là 2-1. Không được. Hai cầu thủ xanh đã áp sát khiến cho pha lên bóng của Đào Quốc Tế Hồng Bàng đã trôi qua. Các cổ động viên vẫn đang cổ vũ rất cuồng nhiệt ở trên sân lúc này. Pha sút xa không được. Đó là pha sút xa của Tuấn Hùng. Đây cũng là pha sút thứ ba của Tuấn Hùng ở trong 3 trận đấu ngày hôm nay.
không được. Đó là một đường chuyền hơi sâu của cầu thủ số 12 Thanh Dân. Như vậy Thanh Dân cũng đã được đưa vào sân. Bên phía Đại học Quốc gia Hồng Bàng, Văn Toàn qua người đá cây, cơ hội không vào. Văn Toàn vẫn đang cho thấy phẩm chất kỹ thuật của mình. Đây cũng là một cầu thủ kinh nghiệm của các cầu thủ Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Phản công cho Quốc tế Hồng Bàng, 2-1. Cơ hội không được. Đường truyền của Đức Trung không thể vượt qua được một cầu thủ phòng ngự bên phía Đại học Bách Khoa. Những cơ hội phản công của Hồng Bàng luôn tỏ ra rất nguy hiểm. Họ đang sử dụng các cầu thủ có tốc độ rất tốt. Và Võ Đức Trung cũng chính là một cầu thủ có tốc độ của Đại học Quốc gia Hồng Bàng. Đức Trung không được. Văn Toàn đã phạm lỗi. Đó là pha phạm lỗi của Văn Toàn đối với cầu thủ số 4 bên phía Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Trắng hiệp. Đức Trung không được. Vẫn là một lối chơi hấp sát của Quốc Giang Ban. Và lăng xạ của Đức Trung. Đức Trung vẫn đang chơi ấn tượng trong sơ đồ chiến thuật của đơn tình ở trong trận đấu ngày hôm nay. Tuấn Hùng. Vẫn là Tuấn Hùng, chân trái không vào. Và xử lý tinh tế của Tuấn Hùng. Và dự định thứ tư của Tuấn Hùng ở trong hiệp hai. Đáng tiếc là vẫn chưa thành bàn. Khoảng cách về mặt tỷ số của lúc này vẫn đang là một bàn. Rất nguyện không được. Văn Toàn vẫn đang là người chơi cao nhất trên hàng công. Với vị trí pivot. Phản công cho Đại học Quốc tế Hồng Bàng, cơ hội không vào. Pha sút hơi nhẹ của Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Đó là pha dứt điểm của Trắng Hiệp. Không có lỗi của Quốc tế Hồng Bàng. Quang Huy không được. Toàn bộ các cầu thủ áo đỏ đã lùi sâu. Đội trưởng của Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã tiếp tục trở lại sân. Bá Phương. Bá Nhã. Vẫn là Bá Nhã không vào. Vừa vào sân thì Bá Nhã đã có được một cơ hội. Đội đá biên của Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Sau chức lịch 2 năm liên tiếp, VOG năm 2013 và 2014 và một chức lịch của toàn quốc thì Đại học Hồng Bàng đã đáng tiếc là họ đã không thể đoạt được các thành tích cao tại các giải đấu tiếp theo. Và đây chính là năm mà Đại học Quốc tế Hồng Bàng trở lại thực sự khi mà họ đang sử dụng các cầu thủ chất lượng của mình ở trong đội hình của mình. Với các cầu thủ đã từng thi đấu rất thành công trong các câu lạc bộ futsal phong trào của các bạn. Và được dẫn dắt bởi huấn luyện viên chuyên nghiệp. Đó là Trần Đình Tình.
năm 2013 và 2014 là một năm thành công đối với Đơn Tình trong áo câu lạc bộ Đại học Quốc gia Hồng Bàng. Và quả thực điều gì là một giải đấu mà giúp cho các sinh viên trưởng thành ở trong môn futsal. Có rất nhiều các cầu thủ, các sinh viên đã trưởng thành từ môi trường của thể thao sinh viên Việt Nam. Sẽ có một pha đá biên cho các cầu thủ Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh. Thành Lương. Cầu thủ số 9 Nguyễn Thành Lương cũng đang đầu quân cho câu lạc bộ Hoàng Phú Gia Lai thưa các bạn. Và qua người rất hay không được. Đó là quyết định của Bá Nhã. Bóng vẫn trùng Trần Đức Trung chơi vào. Pha qua người và dứt điểm rất hay của Võ Đức Trung. Và tỷ số này đã được đầu sâu lên thành 3-1. Mãi mê tấn công và các cầu thủ Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh đã bộc lộ những sơ hở chết người ở hàng thủ và giúp cho Võ Đức Trung có được bàn thắng thứ 3, giúp cho Đại học Quốc tế Hồng Bàng đầu sâu được cách biệt vào lúc này. Các nhà đương kim vô địch tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp quá nhiều khó khăn ở trong trận đấu ra quân của mình. Năm 2018 đánh dấu một năm mà các sinh viên của các khu vực như Cần Thơ, Thái Nguyên, Hải Phòng có một sân chơi bổ ích thưa các bạn. Và tại các khu vực này cùng với Đà Nẵng sẽ chọn ra một đội bóng duy nhất góp mặt ở vòng chung kết toàn quốc. Trong khi đó thì tại khu vực Hà Nội cũng như Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chọn ra hai đội bóng nhất nhì góp mặt ở vòng đấu chung kết toàn quốc. Chúng ta tiếp tục trở lại với trận đấu ngày hôm nay. Không được. Quả thực 3-1 là một kết quả đầy bất ngờ trước khi bước vào trận đấu ngày hôm nay, khi mà Đại học Bách Khoa chắc chắn họ được đánh giá cao hơn Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tuy nhiên với hào quang của mình trong quá khứ thì Đại học Quốc tế Hồng Bàng không phải là một đội bóng dễ bị bắt nạt. Đặc biệt là họ đang sở hữu một đội chất lượng và đồng đều. Chúng ta đang thấy được sự cơ động của Võ Đức Trung, cầu thủ số 2 của Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Thi đấu ở vị trí ala cánh trái và đang gây ra rất nhiều khó khăn cho hàng thủ của Đại học Bách Khoa ở trong trận đấu ngày hôm nay. Đường truyền của Đức Trung không được. Chân trái, đó là pha ra chân của Trấn Hiệp. Một tấm thẻ vàng, đó là tấm thẻ vàng dành cho Phạm Hồng Vương. Thời gian của trận đấu vẫn còn đủ để cho Đại học Bách Khoa có được
bàn gỡ bóng này. Trình Vĩ. Như vậy các thủ đài Bích Khoa đã chơi power play. Power play vào lúc này là cần thiết thưa các bạn, khi mà khoảng cách đã là hai bàn rồi. Trong môn futsal thì khung thành bỏ trống và các cầu thủ đã đá nằm như đã Bích Khoa chính là một chiến thuật là còn ra hồi lưới vào lúc này. Tuy nhiên Đại học Bách Khoa đã không còn gì để mất. Không được, không vượt qua được Đức Trung. Vào không, vào rồi. Đã có bàn thắng cho các cầu thủ Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Và cầu thủ số 10 đó là Phạm Hồng Vương. Như vậy chiến thuật power play đã không thể mang lại quả khi mà khung thành của Đại học Bách Khoa đã bỏ trống, giúp cho Phạm Hồng Vương có được bàn thắng thứ 4 cho Đại học Hồng Bàng. Bàn thắng thứ 5 chăng? Không được. Một kịch bản khó lường và quả thực đầy bất ngờ ở trong trận đấu này thưa các bạn. 4-1. Quả thực với kinh nghiệm dẫn dắt các câu lạc bộ chuyên nghiệp thì ngày hôm nay đấu pháp của huấn luyện viên Trần Đình Tình là rất tốt. Ông đã biết cách khắc chế các mũi tấn công nguy hiểm như Văn Toàn của Đào Văn Khoa. Đức Trung không được. Sẽ có một phút hủy dành cho Đại học Quốc tế Hồng Bàng. Tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh thì giải thể thao sinh viên Việt Nam chứng kiến ba đội bóng, ba trường đại học rất mạnh và có truyền thống, đó là Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Quốc tế Hồng Bàng, Đại học Công nghiệp. Đại học Công nghiệp đã đoạt được chức vô địch của thể thao sinh viên Việt Nam năm 2015 thì đánh bại chính Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh ở trong hai trận chung kết của khu vực Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực vòng chung kết toàn quốc thưa các bạn. Trong khi đó thì Đại học Hồng Bàng họ đã vô địch vào năm 2014, Bách Khoa đã vô địch năm 2013 và đáng tiếc là hai năm trở lại đây vào năm 2016 và 2017 chứng kiến sự bứt phá thần tốc của các đội bóng đại học tại khu vực miền Bắc. Đại học Bách Khoa Hà Nội và Đại học Xây dựng Hà Nội đã đoạt được chức vô địch 2 năm, đó là 2017 và 2016. Và điều đó cho thấy được môn futsal, môn bóng đá được xem là mạnh ở khu vực miền Nam, ở khu vực miền Bắc đang trở thành một xu hướng và lựa chọn rất thường xuyên của các sinh viên. Rất nguy hiểm, không vào. Rồi là một pha đánh đầu của các cầu thủ Quốc tế Hồng Bàng. Không được. Pha xúc xa vẫn không vào. Đó là pha xúc xa của đội trưởng Bá Nhã. Còn lúc này thì Bách Khoa vẫn đang cho thấy một lối chơi không gắn kết, thiếu gắn kết của mình ở trong trận đấu này. Thì mà đáng tiếc là đội trưởng Chí Tây, việc thiếu vắng đội trưởng Chí Tây đã khiến cho lối chơi của Bách Khoa gặp vô vàn khó khăn ở trong trận đấu ngày hôm nay. Như vậy đúng lúc này trọng tài Lê Tấn Tuyệt đã nổ tiếng còi kết thúc trận đấu ngày hôm nay. Kết quả cuối cùng của trận đấu thì các thủ Đại học Quốc tế Hồng Bàng đã giành thắng lợi chung cuộc 4-1 trước Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh.
qua đó có được 3 điểm đầu tiên của mình ở mùa giải năm nay. Và Đại học Khoa học Tự nhiên có 3 điểm, họ đang tạm xếp ở vị trí đầu của bảng A. Xếp sau đó là Đại học Quốc tế Hồng Bàng có được 3 điểm. Trong khi đó thì Đại học Bách Khoa Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch vẫn chưa có được điểm số ở trận đầu ra quân của mình. Họ cần phải nỗ lực ở các trận đấu tiếp theo. Như vậy cầu thủ số 10 đó là Phạm Hồng Vương, chính là cầu thủ sẽ đoạt được phần thưởng từ nhà tài trợ CB Sport dành cho cầu thủ ghi bàn cuối cùng của trận đấu thứ ba. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi buổi tường thuật của chúng tôi. Bình luận viên Lê Quân và ekip xin chào và hẹn gặp lại ở trận đấu tiếp theo giữa Đại học Tôn Đức Thắng và Đại học Văn Lang.